Đây, xin chào tất cả các bạn. Đây là bộ cầm bắp chuối gắn cho xe cấp nha. Đây gọi là cầm chì bắp chuối gắn cho xe cấp. Thì tại sao gọi nó là cầm chì bắp chuối? Thì thứ nhất là cầm chì là nó màu chì, nó chạy lâu ngày nên nó hơi ngã chì. Còn bình thường thì nó cũng, nếu mà xe đẹp thì nó sẽ sáng hơn tí nha. Gọi là cầm chì, nó không có bị sét, rất là khó bị sét. Cái thứ hai gọi là tại sao là cầm bắp chuối, thì cầm dinh thì hai cái chân cầm của nó là sợi chân nhỏ, đều sợi chân nhỏ hết. Còn lô thì chân sau là chân bự, chân trước là chân nhỏ. Cái thứ hai là cái cặp chân sau á, nó có một khúc nó bự lên như trái bắp chuối vậy đó. Đây các bạn thấy cái ở đây thì cái khúc dưới nè lên cho đây là bự, còn từ đây xuống đây là nó nhỏ. Thì nó có hai phần riêng biệt, chúng ta nhìn vô chúng ta thấy bắp chuối. Đó, các bạn thấy bắp chuối không? Đó. Ok, bắp chuối nha. cây trước 36 cây sau. Đây là cây bắp chuối nha các bạn. Ok, bên mình là chuyên cung cấp tất cả linh kiện liên quan tới xe cấp nha các bạn. Xe các bạn thiếu món gì thì alo cho mình. Bên mình là chuyên cung cấp linh kiện ring xe cấp, linh kiện ring xe cấp nha. Còn linh kiện lô thì không có bán. Phương thức mua hàng của bên mình là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code nha các bạn. Các bạn nào muốn mua hàng thì chuyển tiền trước, mình quay video và gửi hình cho các bạn coi. Các bạn ok thì mình gửi hình, gửi mới ship hàng cho các bạn. Và lưu ý là chuyển tiền trước bên mình mới ship hàng, bên mình nhận được tiền mình mới ship hàng. Còn ai ở gần thì chạy qua nhà coi hàng rồi lấy hàng luôn nha. Rồi, và các bạn lưu ý là để thường xuyên theo dõi kênh video phụ tùng riêng của xe cấp của mình thì phía dưới có nút đăng ký, các bạn bấm vào nút đăng ký để theo dõi kênh video. Mỗi khi mình up sản phẩm mới lên các bạn sẽ xem liền được nha. Rồi, ok, cảm ơn tất cả các bạn.